Đây là cách tận dụng vỏ màu của cú này. Bên cạnh đó thì cú cũng muốn thông báo với mọi người là vỏ màu rỗng bên cú vẫn còn nhiều lắm á. Những bạn nào mà biết cách xài vỏ màu rỗng á thì cứ mạnh dạn xin vỏ màu ở bên cú đi. Mọi người thấy không, là nguyên một thùng vỏ màu rỗng bự bằng con lài luôn. Mà những cái màu cơ bản thì cú còn nha. Chứ mấy cái tông màu giống như là màu trắng, màu đen hoặc là tông pastel thì cú hết rồi. Những bạn nào mà chưa biết cách tận dụng vỏ màu á thì đây là cách mà cú hay dùng nè. Tại vì có mấy lần cú vẽ thiếu mấy cái tông màu mà mình cần á, cú cũng hay lục trong cái thùng vỏ màu của mình lắm. Mình sẽ lấy trực tiếp màu ở phần đầu vỏ màu luôn á. Với cả phần nắp màu thì màu sẽ bị dính lên trên đó khá là nhiều. Rồi thì mình có thể thử màu hoặc là vẽ một vài cái chi tiết nhỏ nhỏ gì đó. Vậy nên bạn nào muốn được tặng vỏ màu ở bên cú thì á, cứ nhớ là ghi chú trong đơn hàng giúp cú là được nha. Cú vẫn còn tặng vỏ màu trong đơn hàng đó mọi người. Nhưng mà các bạn nhớ là ghi chú vào trong đơn hàng giúp cú nha. Với vỏ màu thì cú không thể nào tặng tùy tiện được. Tại vì có bạn sẽ biết cách xài, còn có bạn là không biết. Và hiện tại thì mấy cái vỏ màu tông pastel á, cú đã hết từ lâu rồi. Nên là bây giờ cú chỉ còn những cái tông màu cơ bản này thôi. Còn về cách xài vỏ màu á, cú có đề cập trước đó rồi. Đừng có nghĩ là em nó không còn màu nha. Mình có thể tận dụng ở đầu vỏ màu nè. Cũng tô được ra nhiều thứ hay ho lắm. Và một cái lưu ý mà cú phải nhắc lại một lần nữa là các bạn nhớ là phải ghi chú vào trong đơn hàng nha. Cũng đừng có nhắn tin cho cú, tại vì bạn gói hàng ở bên cú không có kiểm tra tin nhắn được. Nhắn tin cho cú lựa quà là không có quà đâu. Hôm nay cú tranh thủ chiết màu cho kịp kỳ nghỉ lễ này nè, kèm theo những bộ màu xinh xắn là quá trời vỏ màu luôn á. Tiện thể thì cú muốn khoe với mọi người món này nè. Thật ra là cú biết nó cũng lâu rồi mà bây giờ tôi mới dùng tới nó. Có cái đồ nặng màu này thì mình thao tác cũng nhanh hơn, với lại cũng đỡ đau tay nữa. Hôm nay thì cú vừa chiết 36 màu, kèm thêm 24 màu Mary, 24 màu của mông mê. Mọi người nhìn vô có đếm được bao nhiêu bộ không? Chứ cú là cú thấy hơi bị hoa mắt luôn. Lại tiếp tục có thêm vỏ màu nữa nè mọi người. Nên là bạn nào có muốn được tặng kèm vỏ màu thì nhớ là ghi chú trong đơn hàng giúp cú nha. Ngoài ra thì giấy vẽ luôn được cú tặng kèm cho mọi người khi mà mua màu chiết ở bên cú á.